Chỉ còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đây cũng là khoảng thời gian bắt đầu nhộn nhịp tại các nhà vườn ở Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại chợ hoa Quảng Bá, những cành đào sớm được tỉa đem bán có giá từ 50.000 đến vài triệu đồng tùy kích thước, kiểu dáng. Thời điểm hiện tại, giá đào cao hơn năm trước nhưng vẫn có người mua. Người trồng đào Nhật Tân đã triển khai các công việc để chuẩn bị vụ đào Tết đang cận kề, bón phân, vun gốc, tưới nước, tốt lá để cây đào phát triển tốt, làm nụ và nở hoa vào đúng dịp Tết. Đào nở sớm sẽ được các nhà vườn chủ động tốt lá vào khoảng tháng 10 âm lịch và chăm sóc cẩn thận để cây cho hoa vào đúng dịp Tết dương lịch. Thời tiết hiện nay đang thuận lợi cho cây đào phát triển, tuy nhiên điều lo lắng nhất của người nông dân khi vất vả chăm sóc cây cả năm là sức mua của thị trường, khi dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến rất phức tạp.